Tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững giữa lòng thành phố Seoul, Hàn Quốc này là nơi nhiều tập đoàn đặt trụ sở, nhưng cũng đầy kẻ có tiền ở trong các căn hộ cao ngất. Kim Jong-sik trông mày teo đít top, run lẩy bẩy trong cái giá lạnh tưởng đâu chỉ có ở Bắc Cực, nghe giọng một người đàn ông trầm khàn đọc, Park Seo-joon 26 cái xuân xanh. Sau khi biến mất bất thình lình giữa dòng người vội vàng lướt qua, người ta dự đoán cậu ta đã vào tháp và đột phá tầng 40 trong một thời gian rất ngắn. Kim Dong-sik mặc áo dày, đến mức không thấy gì ngoài mặt mà vẫn run lập cập, nghe người kia tiếp tục đọc, vị trí ở hiện tại chưa rõ. Gần đây có nguồn tin tiết lộ rằng cậu ta là người trồng cà chua bi ma thuật, được phân phối bởi một thương mèo. Han Tae-jun, cựu lãnh đạo Hội Phượng Hoàng tại Hàn Quốc, hiện đang là thành viên của Hội Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc rời mắt khỏi tờ giấy đó, cúi đầu lẩm nhẩm nông dân tòa tháp sao. Thật là thú vị quá đi mà. Xung quanh căn phòng, tủ đông nhà hơi lạnh phà phà, cả căn phòng mờ mịt trong hơi lạnh âm mấy chục độ mà ông ta vẫn đang thoải mái thư giãn lòng bàn chân trên một khối băng. Kim Jong-sik nghe giọng mình run rẩy hỏi Han Tae-jun, ngài, cơ thể ngài ổn không thế? Ông ta nhếch bộ râu trắng lên, để lộ hàm răng trắng, nhắc lại câu hỏi, anh hỏi ta có khỏe không ấy hả? Cậu nghĩ ta là ai hả? Tae-jun đứng bật dậy, dồn lực xuống bàn chân đấm vỡ cả chậu lẫn băng nghe đùng một tiếng dữ dội. Tóc tai râu ria dựng ngược cả lên, đổi màu như một ngọn lửa hừng hực, phụ họa cho tông giọng như chuẩn bị ra chiến với kẻ thù của ông. Trong lúc học trò còn đang ngơ ngác, phần đầu của Tae-jun đã được bọc trong lửa lớn, chỉ thấy rõ ngũ quan cùng cái miệng đang gào lên ầm ĩ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh vẫn luôn giấu giếm ta một thiên tài như vậy, cho đến tận bây giờ, và cậu ta đã đột phá tầng 40 luôn đó. Ta đã bị nhốt trong cái tủ lạnh này, buồn chán đến mức đem ngón tay ra mút, mà anh hỏi ta có ổn không? Jong-sik bị ngọn lửa của ổng làm nóng đến không chịu nổi, phải đưa tay gỡ mũ trùm đầu ra, lộ cái trán lấm tấm mồ hôi. Tính ngài nóng như kem ấy, chẳng phải ngài cũng từng lên tầng 52 rồi à, chẳng qua không công bố chính thức ra bên ngoài thôi. Chuyện đó khác, Tae-jun lại gầm lên như sư tử, mau nói cho ta biết, Kim Jong-sik, anh có đang giấu điều gì khác không? Anh ta còn chẳng thấy sợ, chỉ vội thanh minh tất cả những gì mình biết đều như trong báo cáo mà. Công việc của một nông dân tòa tháp là công việc chưa ai từng làm, chưa từng được biết đến là có tồn tại. Ôi giời ơi, chắc chắn ổng không đọc rồi, nó hóa thành cho trước khi Tae-jun trở lại hình dạng tóc trắng ban đầu. Ổng thả phịch người xuống ghế, làm như không biết mình vừa hóa thành thần lửa hay đập đồ trong nhà, giả vờ ho lụ khụ bảo thôi quên đi, anh chẳng hề hước tí nào cả. Kim Jong-sik quá quen tính, ảnh chẳng buồn đôi co gì, chỉ rời mắt qua vết sẹo lớn trên cánh tay Tae-jun đang bốc khói xèo xèo mà hỏi, lời nguyền của ngọn lửa đang lan rộng hơn nữa kìa. Tae-jun làm như giờ mới nhận ra, giờ nách mình lên xem xét đôi chút rồi làm ra cái giọng phiền phức, trông tệ gớm ấy nhỉ. Nếu không phải mắc chuyện này, ta đã chạy vào tòa tháp ngay lập tức. Thế chuyện gì mang anh đến đây? Ông nhíu mày nhìn Jong-sik, bảo anh không nên đến đây để xem thầy của mình vật lộn với mấy cái này. Mãi mới đến lượt mình vào chuyện, Jong-sik bảo em đến đây để yêu cầu sự hỗ trợ từ Hiệp hội Thức Tỉnh Giả, để bảo vệ gia đình của Park Seo-joon. Từ khi danh tính người chồng cà chua bi được tiết lộ là người Hàn Quốc, cả thế giới sẽ đổ xô gây áp lực cho nhà bọn họ. Tae-jun làm ra vẻ chẳng có gì phải xoắn quẩy, thoải mái dựa lưng vào sofa bảo đừng lo lắng. Ta đã tổ chức một đội bảo vệ ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Anh nên nhận trách nhiệm này luôn, vì hai người quen biết nhau, làm cũng thuận tiện hơn người khác. Chúng ta không thể để một tài năng quý giá của quốc gia bị kẻ khác thó mất được. Nghe đồn có nhiều quốc gia tìm cách liên lạc để moi thêm thông tin rồi đó, anh liệu mà xác nhận đi. Jong-sik kinh ngạc, miệng lưỡi líu hết cả vào rồi mừng rỡ cảm ơn ngài, đúng thật như tôi đã mong đợi từ ngài. Anh ta lấy ra một rổ cà chua bi nho nhỏ, cung kính đặt nó trong hai bàn tay cho Tae-jun xem, nói đây là quà cho ổng. Quà cho một ông già là cà chua bi sao? Lại còn nhiều như thế này nữa, Tae-jun ngạc nhiên, không liên kết được chút nào với mấy chuyện đọc được trong báo cáo ban nãy nên Jong-sik lên tiếng giải thích. Đây là cà chua bi Park Seo-joon trồng, là thương miêu đã tặng cho em. Nó có thể chẳng đáng là bao nhưng chắc chắn sẽ có ích cho ngày đó. Ổng thích thú cầm lên nhìn thứ nhỏ xíu trong hai ngón tay trà bá của mình, không thèm che giấu sự hào hứng. Ô hô, đây chính là cà chua bi ma thuật đó phỏng. Quà trao tay mà không ăn ngay lại phí, Tae-jun không khách khí cho ngay một quả vào mồm, khấp khởi khen ngon nhờ. Xong việc chỗ ông thầy nóng hơn kem, Jong-sik chuyển đến khu chung cư thu nhập thấp của cha mẹ Seo-joon. Cả nhà ba người vừa ra đón khách đã thấy ba sọt củ quả mà tròn xoe cả mắt. Cà chua bi lổn nhổn xếp đầy đến miệng sọt, còn cà rốt và bắp ngô đã được làm sạch vươn qua cả miệng sọt. Không hiểu gì hết trơn, đâu có thông báo chữ đồ an toàn dân đâu nhỉ? Sedan bước lên hỏi, bắp ngô, cà rốt và cà chua bi hả anh? Cậu ta bắt số nhanh hơn, liền reo lên đây là những vật phẩm tòa tháp rất nổi tiếng những ngày qua. Cà chua bi giảm cân, còn cà rốt và ngô nữa. Anh trai em trồng mấy thứ này ấy ạ? Bố mẹ cậu ồ lên nhưng chẳng rõ đó là thứ gì. Jong-sik xác nhận lời của Sedan nói rồi nghiêm túc bảo với cha mẹ, có thể mọi người đang không nhận ra tình hình hiện tại. Nhưng có rất nhiều người đang nhắm vào cậu ấy, cho nên mọi người cũng không an toàn. Trước khi mẹ Sejun lo lắng hỏi Han, Jong-sik đã nói tiếp, Hiệp hội Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc muốn bảo vệ mọi người, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đi. Chuyện tới đột ngột quá, mọi người ngồi xuống nơi bàn trà trong phòng khách, mẹ Sejun đã lo lắng hỏi, anh muốn chúng tôi đi đâu? Chúng tôi còn chưa trả hết nợ căn nhà này nữa. Jong-sik cười hiền, bảo đừng lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị một căn nhà ở Han Nam Đông cho mọi người rồi. Bố mẹ còn ngạc nhiên, Sedan đã hào hứng trồm lên hỏi, đó không phải là khu phố người nổi tiếng sống sao? Amazing, ai là hàng xóm vậy anh? Jong-sik đáp mình và gia đình mình đều ở đó, Sedan liền hết hứng thú ngay. Ôi dào, em nghĩ có một nhóm nhạc nữ gần đó chứ?
Nghe thế anh ta không giận, còn vui vẻ hỏi cậu sedan nếu thích nhóm nhạc nữ như vậy, có biết nhóm LGSN không? Cậu vui vẻ đáp có, tất nhiên là biết rồi, dân Hàn Quốc nào mà không biết đến nhóm đó chứ. Nhìn nụ cười tự tin của Jongsik, sedan ngờ ngợ ra anh ta sắp cho mình xem một bất ngờ liên quan đến nhóm nữ idol. Con gái tôi, Sera, là thành viên của LGSN đó. Nếu cậu là người hâm mộ của nó, chúng tôi sẽ rất vui được mời cậu đến nhà chơi. Trong bức ảnh là Jongsik chụp chung với Sera ngày tốt nghiệp cấp 3. Nhìn mộc mạc hơn bây giờ nhưng sedan thừa sức nhận ra mà gào rú lên. Ối ối ối, nhóm trưởng và giọng ca chính của LGSN, Sera sao? Sedan hào hứng đến mức thở phì phò, mồm miệng tía lia, cô ấy là thiên tài trong số những người sáng tác bài hát, soạn lời và biểu diễn nhóm nào đó. Thậm chí ngoại hình cũng thuộc dạng thiên tài, chính là Sera đó sao? Trên bìa album, cô ấy có nói cha mình là thợ săn, không ngờ là đội trưởng Kim Jong-sik sao? Sedan bất thình lình úp người về phía trước, vái lấy vái để người ta như thần tài trên bàn thờ. Trước con mắt kinh ngạc của cha mẹ, cậu ta gào lên, ôi cha ơi, xin hãy đưa con vào đó ạ. Sedan sấn tới nắm tay Jong-sik bắt lia lịa, con yêu cha lắm cha ơi, cảm ơn cha nhiều. Cha cậu ta còn ngồi đây mà diễn cái gì vậy chứ? Ông bối rối quay ra hỏi vợ, chỉ thấy bà cười hiền, bèn hỏi em có chuyện gì vậy? Thì em lo lắng cho Sejun đó. Thằng nhỏ là đứa có hiếu, có nói đang kiếm tiền trong tháp nhưng ai mà ngờ nó lại làm nông dân chứ? Con mình đang làm việc rất chăm chỉ, vậy có ai đang chăm sóc thằng nhỏ không? Hỏi đến đây mà thấy mặt Aileen hiện lên là hiểu rồi nha. Cô rồng đang chăm chú xem quyển công thức nấu ăn trong lúc nồi nước đang sôi sùng sục. Mình cho một ít nấm ma thuật vào, cho một con quỷ đói ngàn năm vào nữa. Giờ mình chỉ cần nêm nếm thêm một chút. Bàn tay rồng to lớn rắc rắc gia vị, đột nhiên thứ trong nồi sáng rực rỡ như bóng đèn. Aileen quay mặt đi cho đỡ chói nhưng nó chẳng có chút ngạc nhiên nào khi thấy món mình nấu sáng lóa lên. Nó đợi ánh sáng dịu bớt, hào hứng quay lại xem thứ trong nồi của mình thế nào rồi. Vẫn có chút ánh sáng kèm những hạt màu bay lơ lửng bên trên nhưng cô rồng biết đã xong, bao công sức cuối cùng cũng thấy kết quả. Dưới ánh nắng mặt trời, đám hành lá huyền thoại của nông dân Sejun vươn cao. Lâu lắm rồi hắn mới được thấy ánh nắng tỏa xuống toàn bộ diện tích trồng, không như lúc trước, chỉ những chỗ nào trong phạm vi miệng hàng mới có nắng. Hắn đã thu thập hạt từ hoa hành lá 2 tuần trước, những cây hành lá mọc từ hạt giống hoa đang phát triển rất tốt. Hắn nhìn mực đang ngước lên chờ đợi, chúng ta có thể thu hoạch chúng ngay bây giờ. Sejun hào hứng nắm một lá hành dài, dứt khoát cắt nó đi để xem thuộc tính có khác loại trồng bên dưới hang hay không. Nào ngờ trên tay hắn chỉ là một lá hành vô tri, anh nông dân lo lắng nhíu mày, tự hỏi sao không thấy cửa sổ trạng thái nhỉ? Chẳng lẽ bởi thứ này không được tính là trái cây sao? Mực chỉ vào gốc hành mà hắn vừa cắt lá, Pika Paki làm Sejun bắt đầu ngờ ngỡ ra. Thanh niên theo lời con thỏ, nhấc cả gốc hành lá lên cao, lộ ra phần rễ, vậy là xem như đã thu hoạch toàn bộ. Lúc này cửa sổ trạng thái mới hiện ra báo, bạn đã thu hoạch một cây hành lá có tác dụng giải độc. Liên tiếp rất nhiều bảng thông báo nhảy ra cho hắn biết, nhờ vào hiệu ứng thu hoạch cấp độ 4, bạn đã thu hoạch loại cây trồng cao hơn một cấp độ. Trạng thái kinh nghiệm làm việc tăng liên tầng tầng. Với hiệu ứng của kỹ năng tăng mức độ thành thạo lên cấp 1, mức độ thành thạo của thu hoạch cấp 3 đã tăng thêm 5%, bạn nhận được 36 điểm kinh nghiệm. Đây là vật phẩm mới nên có nguyên một cửa sổ riêng thông tin. Đây là hành lá giải độc được trồng bên trong tòa tháp, rất dinh dưỡng và ngon miệng. Chức năng giải độc của gan sẽ hoạt động trong vòng 24 giờ sau khi ăn. Người trồng, Park Serun, thời gian sử dụng 135 ngày, cấp C+. Hắn hào hứng reo lên, đúng như mình mong đợi, đây là một vật phẩm. Cửa sổ trạng thái chắc chắn sẽ xuất hiện khi mình trồng trái cây hoặc hạt giống. Mình nên thu hoạch hạt giống và gieo hạt từ lâu mới phải. Mực PKPP ủng hộ, nó lại có món mới để nhâm nhi rồi đây. Phải test luôn cho nóng, Sejun cho vào miệng nhai cùng với mực, không biết hành lá giải độc có vị như thế nào nhỉ. Sejun nhai thật kỹ xuống tận gốc, lại nhìn xuống mực đang đưa hai tay ra như kiểu alo. Hắn cũng phải công nhận vị chẳng khác gì hành lá bình thường mình hay ăn cả. Mình cũng chưa rõ về chức năng giải độc, nhưng Sejun vẫn vui vẻ lắm. Việc kích hoạt chức năng gan sẽ giúp ích rất nhiều cho những người uống rượu đúng không? Hành lá lớn lên rất nhanh, cho nên khi có nhiều hành lá, mình sẽ đem bán chúng. Thảo Múc từ dưới hang phốc lên đưa tay vẫy pipi, hóa ra là tới giờ ăn rồi kìa. Sejun cùng bực xuống hang, lại chỗ cái hồ nước lâu này cung cấp chất đạm chính của cả đám. Nước hồ hôm nay trong xanh chẳng gợn chút nào khiến Sejun và đám thỏ lo lắng. Quả thật như mình nghĩ, số lượng cá piranha và tôm ngày càng giảm. Kể cả mình có lấy máu ra để thu hút bọn cá, chúng nó cũng chẳng thèm xuất hiện. Đành vậy thôi, Sejun nhìn tụi nó an ủi, chúng ta sẽ không được ăn thịt trong một thời gian rồi. Thỏ Múc dựng thẳng người lên vẻ hoang mang, món khoái khẩu của nó mà. Đột nhiên cửa sổ tin nhắn nhảy phốc bên cạnh, Sejun ngạc nhiên hỏi Aileen hả? Trên đó ghi, quản lý tòa tháp nói rằng cô ấy đã chuẩn bị một món quà kỷ niệm 200 ngày bạn đến tòa tháp. Bên kia bờ hồ, Thỏ Múc cảm thấy đất trời sụp đổ, mực an ủi nó, còn Sejun ngạc nhiên hỏi lại quản lý, ta đã đến đây 200 ngày rồi sao? Nhưng cô sẽ tặng quà cho ta à? Ta cảm thấy rất xúc động vì cô đã chuẩn bị đó. Vậy quà là gì? Hắn vừa hỏi, cửa sổ trạng thái đã đổi qua nhiệm vụ mới thật lớn, đưa một quả cà chua bi ma thuật cho Aileen, phần thưởng, bí mật. Cái này thì đơn giản, Sejun vừa đưa ra quả cà chua, nó đã bị thu hồi rồi nhanh chóng biến mất trên tay hắn. Thế là nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng sẽ được tặng khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã nhận được món súp sức khỏe của Aileen. Sejun còn chưa hiểu đó là gì, nguyên cái nồi đồng bự chà bá có mấy cái chân vững chãi từ hư không đặt dầm xuống mặt đất trước mặt hắn.
Trông nó như cái lư hương đặt trước mấy gian chùa cho cả trăm người vào thắp thì có. Sejun nhìn phát xanh sao ngay, đây là cái gì vậy? Hắn hốt hoảng cũng đúng thôi, bởi thứ nước đang sôi sùng sục kia màu xanh lè, lồi lên một cái nhãn cầu đầy gân máu, nửa khung xương sườn còn sót lại, dăm ba ngón tay quỷ còn nguyên bộ neo đen xì, một con cóc trông như trúng độc mà chết, và cái kia chắc là một con ong. Đây là một vật phẩm nên dĩ nhiên nó có cửa sổ trạng thái, ghi rõ tên súp sức khỏe của Aileen, là món ăn đầu tiên mà rồng đen vĩ đại Aileen Fritani đã nấu trong đời. Không bảo đảm về hương vị, nhưng tác dụng rất tuyệt vời nếu bạn sống sót, tất cả chỉ số tăng lên 3 điểm sau khi ăn. Cơ thể bị đầu độc bởi độc tố gây tê cấp C sau khi ăn, bị đầu độc bởi độc tố axit cấp C sau khi ăn. Đầu bếp, rồng đen vĩ đại Aileen Fritani, cấp A. Sejun hoang mang không khác gì đám thỏ, chúng nó bị mùi bốc ra từ cái vại đó đầy giặt ra xa, mặt đứa nào cũng hiện nét kinh hoàng. Hắn tất nhiên cũng ngửi thấy, bất an hỏi lại, cô thật sự nấu món này cho ta ăn à? Cửa sổ bảo quản lý tòa tháp nói rằng cô ấy sẽ đi ngủ vì kiệt sức do bỏ quá nhiều công sức vào việc nấu ăn. Sejun càng sượng hơn, đã cố gắng đến mức nào mà cạn kiệt năng lượng cho ra thành phẩm cỡ này chứ? Aileen tất nhiên không biết được nỗi bất an dâng trào của Sejun, nó đang nằm dài trên đống nệm cười khờ, ngắm nhìn mặt tên nông dân qua quả cầu, tự lẩm nhẩm một mình, ta đã dành nhiều tâm sức vào đó lắm đấy, nhất định phải uống hết. Con rồng cuộn mình đi vào giấc ngủ, không quên bảo lúc lát nữa ta sẽ nghe review xem sao, nếu lúc ta thức dậy mà anh chưa ăn hết, ta sẽ giết anh đó. Tiếng khò của con rồng vang lên cùng lúc cửa sổ thông báo hết chữ. Sejun như phát điên, nhóm người dậy túm lấy bảng thông báo gào Aileen, Aileen muốn văng hết con bà nó enzyme ra ngoài. Đám thỏ sợ sệt không biết phải làm sao, Sejun nhìn cửa sổ thông báo biến mất trong tay mình càng chìm trong sự suy vãi ỏ. Nồi súp xanh lè vẫn sôi ùng ục, hắn chỉ vào đó, chờ chẽn bảo ta muốn tuyển mấy em thỏ hốc súp giúp mình. Chúng nó vọt lẹ, đến thỏ múc bình thường ít di chuyển còn hộc tốc bỏ chạy, mực bình thường thân với hắn nhất, giờ cũng thân ai nấy lo đi. Nhìn chúng nó lạch bạch chạy đi, Sejun cảm thấy tổn thương vãi cả nhái, hắn rơm rớm gọi theo, tụi mày đừng bỏ tao mà. Nhưng chúng nó vẫn bỏ, có ngu mới ở lại, đến điệu từ trên nghe mùi cùng góc nhìn giao diện xanh lẻ cũng tránh xa chỗ đó ra. Là một con ong chuyên làm mật cho đời, thứ đó không khác gì xúc phạm vị giác của nó hết.